Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lưu Quang Dận của Trương Hàn và Trúc Tử Đan nhà hàng Poster mới chính thức đóng máy chờ ngày lên sóng. Bộ phim truyền hình sắp tới Lưu Quang Dận của bộ đôi Trương Hàn và Trúc Tử Đan phát hành poster chính thức cho các nhân vật. Vào ngày 7 tháng 11, dự án phim cổ trang sắp tới do Đặng Tấn đầu tư sản xuất, Lưu Quang Dận đã tung ra. Loạt poster mới nhất cho dàn diễn viên được khai máy vào giữa tháng 7 vừa qua, thì sau hơn 3 tháng bộ phim do Trương Hàn và Trúc Tử Đan đóng chính cũng đã hoàn thành quá trình ghi hình, chính thức tổ chức lễ đóng máy và chờ ngày lên sóng. Lưu Quang Dận là bộ phim thuộc thể loại cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Độc Sủng Lính Đánh Thuê Vương Phi của tác giả Miêu Tiểu Miêu. Nội dung tác phẩm này xoay quanh câu chuyện của nữ chính là Hàn Tử Tình, Trúc Tử Đan. Do gặp nhiều biến cố trong cuộc đời khiến cho thân phận của nàng cũng bị thay đổi, cũng kể từ đó nàng vướng vào mối quan hệ phức tạp với chiến thần Quân Bắc Nguyệt, Trương Hàn, để rồi bị kéo vào cuộc chiến tranh giành khốc liệt giữa các gia tộc. Lưu Quang Dận do Đặng Tấn, Tencent đầu tư sản xuất, có kịch bản được cầm trịch bởi đạo diễn Trình Nguyên Hải, người từng chỉ đạo cho các tác phẩm ăn khách như Thượng Dương Phú, Như Ý Truyện. Trong khi đó, nội dung sẽ do biên kịch Trương Vũ chấp bút. Ngoài bộ đôi hai diễn viên chính, bộ phim còn có sự tham gia góp mặt của các diễn viên khác như Diêu Trì, Hải Linh, Nhâm Thế Hào, Lạc Thi Kỳ, Vương Hạo Tường, Bành Nhã Kỳ, Lý Vũ Hiên. Tên tuổi của Trương Hàn được nhiều người biết đến khi tham gia bộ phim Đình Đám Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, đến khi thử vai tổng tài Phong Đằng sánh đôi cùng Triều Lệ Dĩnh trong drama ngôn tình Đình Đám Sam Sam Đến Rồi. Mỹ Nam sinh năm 84, đã nổi tiếng trở thành một trong những nam diễn viên hàng đầu xứ Trung. Được biết, Lưu Quang Dận cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Trương Hàn sau nhiều năm vắng bóng, kể từ Nếu Paris Không Vui Vẻ. Trong khi đó, Trúc Tử Đan đã có bước đột phá màn ảnh nhớ vai diễn Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tuy nhiên, hai năm gần đây, nữ diễn viên không có tên tác phẩm nào nổi bật. Đặc biệt, bộ phim mới lên sóng gần đây của cô là Ngộ Long hay Lập Chính Viên Đáng Yêu đều nhận về kết quả không như mong đợi. Liệu lần này kết đôi cùng tài tử Trương Hàn, Trúc Tử Đan có một lần nữa bật lên trở lại? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.